Đó, xong cái này giờ cái phần trên đầu này. Đấy, phần này không? Cái đó nó hơi nhỏ đấy. Ừ. Bên đấy như nó hơi nhỏ đấy. Hơi nhỏ cho thụt xuống. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Ok, cảm ơn em nhé. Còn thấy không? Đây. Đi dao thôi. Đó, cái này đi dao hết nhá. Nằm dao xuống. Rồi gọt chết cái phần này đi. Rồi bên này nữa. Đó, rồi khoảng cách là khoảng 1,5 cm nhá. Cắt khổng lồ. Tôm này là tôm số biển. Vòng sang bên này luôn. Đeo khẩu trang ông ạ. Ba dư vật. Ông đang F1. Cái gì? Em chuẩn sắt F0 cũng đời rồi. Này anh thấy mệt anh đau họng quá. Bây giờ là bỏ ho ho với câu. Đang ho ra đấy chứ. Biết ho còn bị gì sao ta? Nước đá mà uống bông luôn. Mới hôm qua còn uống cả bia nữa mới có sao không quẩn cương ấy. Người ta giống trong thường thôi, giống trong thường thôi. Nằm viện thời gian. Nó lạnh lên nó nhanh đi vào người lắm ấy. Ghê vậy hả? Có tắm được tắm không? Tắm thì đương nhiên tắm rồi. Nhưng mà hôm qua anh thấy Bắc Giang nó thông báo ca rồi. 40 mấy nghìn ca. Ở đây cũng đầy thông báo. Đấy, bác ở đây có mấy nghìn thôi. Nhưng mà Bắc Giang nó 40 mấy nghìn ca. Không biết ai bị mày nó ăn cướp ở đâu ra 40 mấy nghìn ca. Không xét nghiệm. Không khai báo đâu. Khai báo rồi. Giờ đâu có mấy người khai báo đâu. Nhà thầy đâu có ai khai báo đâu. Và được chế độ cho rồi đó, bên này nữa nó kêu hỗ trợ 1,5 triệu hay là bao nhiêu 80.000 thì một trường hợp F0 từ cái đợt trước Tết giờ làm xong rồi còn chưa thấy đâu á. À, hành đi chứng làm chứng minh hộ khẩu mấy giấy cách ly rồi. Hành như con ấy ngày giờ này chưa thấy đâu, sợ vãi cả đái. Đó, mình sẽ cắt đều hết nhá, hai bên mình cắt chờ xuống. À, xong cái này thì mình cắt cái này luôn. Đuôi thì tùy hứng. Còn nếu mà đi đằng dao được thì nó sẽ nét hơn. Thôi, em thích đi móc. Móc lên lấy móc xanh kéo thôi. Móc bỏ. Rồi xong cái này rồi mình cầm ngửa lên mình đi chân này. Khoảng cách ra là chích mũi dao vào như này. Đó. Thưa vậy đó. Thưa ra. Cần như phải dày. Khoảng cách khoảng 0,5 nhá, đến 0,8 thôi, đừng quá 1 cm rồi. Đó. Đó. Ok. Đó, rồi xong cái này cái mắt thôi. Đó, thì dán cái mắt vào đây này các bạn đâu. Đó, rồi đến chân. À, các bạn lấy một củ khác để làm cái phần chân trước nhé. Đấy, chân trước đây có 10 mấy con thôi. Đấy, các bạn cắt này đứng dao nhé, cắt đứt rồi. Đấy, có nên dừng lại nhé. Đây này, chừa lại một ít ở đây. Đó. Hoặc là cắt đứt luôn cũng được. Đúng rồi, các bạn cắt không cắt dính được thì cắt đứt luôn. Nó dính được thì làm một lúc hai cái chân luôn nha các bạn, thì nhanh hơn. Đó, giống như cành bướm ấy này. Đó, chừa lại một ít ở đây. Rồi, đầu tiên là các bạn cắt hơi cong một tí cái chỗ này thôi. Hơi cong nhá, chứ không cần phải cong hết đâu. Đó, để một ít cho nó dính lại đây này, để cho nó khỏi bị đứt các bạn nào, dính lại đây này. Rồi. Xong cái này là cắt ở đây. Đó, cắt đây. Rồi. Đó. Rồi xong rồi những cái chân này này. Đấy, ở dưới chân này mình hở ra như này. Đấy, nùi xuống đây. Tức là cái chân này nó sẽ thụt xuống dần. Thụt xuống dần nhá. Đó. Rồi mình cắt hở như này. Mang F0 đi học cái gì. Đó, ngày xưa mình đi học muốn lần được nghỉ là sướng lắm. Cứ âm lạnh âm dưới 8 độ là được nghỉ. Đó, các bạn thấy không? Đấy, được hai cái chân như này luôn. Đó. Rồi xong rồi mình sẽ dán vào nhá. Dán thì mình đổ keo vào đây.
rồi các bạn không, lấy cái xúc này, xúc tròn này, rồi xúc cái mắt này. Đấy, xong rồi chúng ta chấm mắt lại, chấm hai bên cái mắt này vào đây nhá. Cái này dùng vỏ bí màu xanh hoặc là vỏ đủ màu xanh đó. Rồi còn chân thì sao, chân chúng ta ngửa lên như này, đổ keo vào đây. Đấy, đổ cho đều ra rồi chúng ta dán đó, dán thẳng vào đây các bạn thấy không đó. Rồi ngâm nước thì mình vuốt nó nở ra sau. Rồi xong cái này thì đến cái phần râu thì chúng ta chẻ bằng tăm, chúng ta cắm vào đây. À, các bạn thấy không? Ra đây con tôm này. À, chúc các bạn thành công nhá.